Thưa quý vị, hiện ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn tồn tại nhiều cơ sở đốt củi gỗ lấy than. Và điều đáng nói là các cơ sở này đều gây ô nhiễm môi trường vì xả khói bụi, than trực tiếp vào không khí. Thời gian qua, người dân trên địa bàn đã có nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh. Nhưng đến nay thì các cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động. Phản ánh của phóng viên VTV8. Cơ sở sản xuất than này nằm tại thôn 8, xã Chư Ê Bư, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Gỗ liên tục được thu mua và tập kết về đây. Lò đốt được thiết kế bằng một ống xả khí thải. Tuy nhiên chiều cao của ống chỉ khoảng 1,5 mét. Xung quanh các lò đốt chỉ được che đậy sơ sài bằng những tấm bạt có rất nhiều lỗ hổng. Đây cũng là nơi khí thải thoát ra ngoài và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, hoa màu xung quanh. Hai bên một ấy này mà cháy từ bao nhiêu năm nay rồi mà. Mà có người mà đây cả chục năm rồi mà. Gỗ thì nó không thơm mùa mà. Bây giờ là hết rồi, tranh thủ có mấy. Đợi đi ngang qua đây bị chấn hơi hùng, mù mịt khỏi ghê lắm, nhiều lắm. Các lò sản xuất than củi nằm rải rác tại các xã Ea Cao, Hòa Khánh, Chư Ê Bư của thành phố Buôn Ma Thuột. Bụi bẩn, mùi khét của củi và hóa chất từ lò đốt than len lỏi khắp nơi, khiến nhiều ngôi nhà gần đấy luôn phải trong tình trạng đóng cửa. Sống cạnh một cơ sở sản xuất than củi, bà Lo đã nhiều lần làm đơn phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được xử lý. Mà cô trồng cây cối, em thấy không, cây cối cô là coi như năm 17 giờ cô dời ba trồng bao nhiêu đợt rồi đó, nó chết hết. Cứ mỗi lần lá non nó ra là cái xả cái khói ra là oxy mà, là nó héo lá hết, là nó chết. Bây giờ cô chỉ yêu cầu là coi như là nhà nước làm theo đủ chức năng của nhà nước để cho người dân đỡ phải khổ. Điểm chung của các lò than này là hoạt động tự phát, không đúng với quy định đất đai, vi phạm các tiêu chí về môi trường. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, mà những vườn cây xung quanh đó cũng không thể sống nổi. Chính quyền địa phương cũng khẳng định đã cương quyết xử lý. Nhưng thực tế, các lò đốt than trái phép vẫn tiếp tục tái diễn. Nhiều lò đốt than ngang nhiên hoạt động, thậm chí còn quy mô ngày càng được mở rộng hơn trước.